Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt anh chị đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp màu trắng. Thì trong video này thì em sẽ xin giới thiệu đến quý anh chị những cái chính sách về giá bán cũng như là quà tặng khuyến mại cũng như là báo giá lăn bánh kèm theo lãi suất ngân hàng để anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe SUV 7 chỗ mà trong đó có một động cơ dầu tiết kiệm nhiên liệu, rồi thì cảm giác lái đầm chắc, những cái công nghệ an toàn bậc nhất trong phân khúc SUV hạng D, đó là Hyundai Santa Fe. Thì về giá bán, chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp này được chào bán với mức giá niêm yết đó là 1 tỷ 370 triệu, nhưng mà hiện tại bên Hyundai Bắc Ninh em vẫn còn những bản sản xuất 2022, cụ thể là cuối 2022 cho quý anh chị giá cực tốt. Về form của 22 và 23 thì nó vẫn không khác gì nhau, nhưng mà đổ lại khi anh chị mua bản 2022 sẽ được tiết kiệm hơn khoảng 50 đến 60 triệu. Và giá bán của chiếc Hyundai Santa Fe này bên em bây giờ chỉ có là 1 tỷ 240 triệu, phụ kiện tặng kèm cho anh chị đó là phim cách nhiệt Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da và một số quà tặng của hãng. Cái này thì em sẽ cập nhật cho anh chị, tại vì giá nó sẽ theo thời điểm, ví dụ vài ngày mà em sẽ điều chỉnh giá một lần, nhưng mà sẽ không có điều chỉnh nhiều. Công nghệ nổi bật của Santa Fe thì anh chị có thể thấy đây là bản dầu cao cấp, cho nên là sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, những công nghệ ở trên xe, công nghệ an toàn của gói Hyundai Smart Sense. Chúng ta sẽ có là cảnh báo điểm mù trên gương, cam 360, công nghệ hỗ trợ giữa làn đường, cảnh báo lệch làn, tự động phanh phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang và chủ động phanh phía sau. Công nghệ đèn full LED chiếu projector, và đây tích hợp công nghệ đó là công nghệ tự động bật tắt đèn thông minh khi gặp xe đối diện. Về hộp số của phiên bản dầu cấp này, đó là hộp số tự động 8 cấp liệp kép, được chuyển động phiên bản cao cấp của xăng và dầu, là đây là công nghệ chuyển động hatchback thông minh của Hyundai. Cái công nghệ này nó sẽ cho anh chị sẽ điều chỉnh cái sự gài cầu của xe làm sao cho phù hợp với cái địa hình đi, để anh chị có thể vượt địa hình và chinh phục những cái cung đường một cách hoàn hảo nhất. Về giá lăn bánh tại Hyundai Bắc Ninh, bên em báo hiện tại thì tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 370 đến 75 triệu, và có bảo hiểm nữa thì nó rơi vào tầm độ khoảng 1 tỷ 388 đến 1 tỷ 390 triệu. Hiện tại thì ngân hàng đã được mở zoom và giảm lãi suất, thì anh chị có thể là lựa chọn cho mình một chiếc xe và sử dụng cái dịch vụ vay ngân hàng có thể từ 30, 40, 50, thậm chí 70% để có thể sở hữu. Vì lãi suất ngân hàng giảm cho nên là cái áp lực tài chính nó sẽ giảm theo. Thì với cái lãi suất hiện tại thì chỉ rơi vào tầm độ khoảng 0,8 đến 0,85% một tháng, thì chiếc Hyundai Santa Fe này hoàn toàn là một chiếc xe phù hợp để cho các anh chị sử dụng cho 5 đến 7 người. Và máy dầu thì anh chị có thể đi được đa dạng địa hình hơn. Thì anh chị quan tâm về Hyundai Santa Fe, em xin lưu ý một chút là các màu xe thì hiện tại bên em đang có sẵn màu đen, màu trắng và màu đỏ cũng chuẩn bị về. Anh chị xin vòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chị một like, một subscribe và bình luận góp ý. Em xin cảm ơn anh chị.